I would say about life at the beach in Korea. You say about life at the beach in Vietnam. So in Korea also we have three and then side of ocean, the sea side, because of Korea is a peninsula, Hambando. Bando means peninsula. So, and then many islands we have in the south. And then I was born in west seaside named Cheolipo. And then so many Korean people work for fishery or farming, fishing farm, fishery. I think in Korea about 1,000 to 600 kilometer the shoreline, the beach line, west and the south and then east. And then the Busan is the biggest city near seaside. Also, the Korea has a big island named Jeju Island. But I see sand in Korea, different sand in Vietnam. More Yes, not the same because you know, tropical area you have a coral, we don't have coral, and then so and then corals make a sand a little different, and so and then the sand also, but the sand from the mountain is a little similar. Sand from the mountain, you know, the sand from mountain the, through the river. Okay. So life in the beach side, Korea also have a famous like sea prawn, kim and myeok, and then the kelp, some kind of, and so Korean people like eating seafood. We have many many kinds of sea, and then most common sea like flatfish, hwangho, rockfish, urok, and then not like Japan, not Japanese style. Korean people like maengeun with spicy pepper powder. And then you know gochujang is a gochujang is a famous Korean sauce ingredients when we cook some food. The bên housing different a lot with Korea housing. Right. Cái before sweet food, then spicy food. Yes, right. So and then the life of the seaside in Korea is very various. Maybe also the restaurant, nhà hàng là many many restaurants around the seaside and then tour attraction, and also the seafood market. And seafood market, and in Korea, seafood market is not like market only. They sell the only seafood. So and then the port side there is a market. When I visited Vietnam, there is a market, but not like Korea. Korea has a port. There is a seafood market. Korean people like Cannot. fish alive, not die. So and then they usually eat live fish. So and then live fish is alive fish is much expensive. Okay, then maybe I think and then a little different from Vietnamese seafood and then okay. Now I'll talk in Korean.
오늘의 주제는 바다에서의 생활입니다. 바다에서의 생활. 한국은 바다가 아주 중요한 나라 중에 하나입니다. 서해, 남해, 동해 그 삼면이 바다로 되어 있는 반도이기 때문에 한국을 한반도라고도 부릅니다. 서해, 남해, 동해의 길이는 약 1200km 정도 되지 않을까 생각이 됩니다. 많은 섬들이 있고, 그 중에서도, 동남쪽에는 부산이 있는데 가장 큰 도시입니다. 바닷가 도시 중에서는. 그 외에도 많은 도시가 있고, 그리고 제주도는 아주 큰섬 중에 하나입니다. 한국에서 바다 생활은 아주 다양한 형태로 나타나는데 많은 어선 물고기도 있고 바다 농장도 있고 그다음에 뭐 해산물도 많지만 그 김이나 미역 같은 것도 많이 있습니다. 그리고 한국 사람들은 해산물을 좋아합니다. 해산물을 좋아해서 해산물을 잘 많이 먹는데 한국에서 보편적으로 유명한 인기 있는 수산물은 광어, 우럭 등이 있습니다. 한국 사람들은 살아있는 물고기를 좋아합니다. 하지만 살아있는 물고기는 비싸요. 그리고 한국에는 해산물 시장이 있는데 수산시장, 수산물 판매점 등이 있는데 약간 베트남의 시장하고는 조금 다릅니다. 주로 살아있는 생선을 많이 파는 곳이고 항구 가까운 곳에 수산물 판매하는 시장이 있어요. 그런 면에서는 베트남하고는 약간 다른 면이 있는 것 같아요. 오케이. 으센오이베 꾹성 잠비엔 꾹성비엔 왕띵글 No. 또 이제 노이 베 국성 잠변 오 한국 한국 고어바 비엔 다이 남동 고 비엔 아더 자이 자이 라 문인 하이 짬 키로미 와우. 한국 고 페니슐라, 캥벨라지, 반도, 네니스. 페니슐라, 송차 페니슐라 오다낭, 송차 반도, Bản đồ. 반도라반도, 반도라반도, 어사 Bản한국고일라 한 반도. 한 À, bán đảo.반도 Bán페니슐라 đảo.반도 nên cô dài biển biển dài biển dài Ừ. Hàn Quốc cô new đảo đảo luôn là Jeju don Jeju, à, Jeju Tô. hôn 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 Jeju, Đào Jeju. Nhồi Hàn Quốc tích hải sản, mông ăn hải sản. À. Nhồi Hàn Quốc tích salah innen, alive, the thing, thing bellaji, salah isoyo. Mulgogiga salah isoyo. 가, 송, 사라. 응? 살아있다. 아, Alive. cá sống, cá sống. 가, đồ hải sản송, sống. 송, 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 đồ 살아있다. hải sản sống. 오케이. 띠까, 뉴 한국, 띠까, 가, 송.
Rồi cá sống là mẹ quá, pizza đã. Right? Pizza yo, Đắt mắc quá. mẹ quá. Mẹ quá, ok. Rồi cá sống là mẹ quá. Rồi, Mũ nó nên nhốt. muno 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 Hàn Quốc mực mực mẹ quá Hachiman, mực Hàn Quốc muno India tiếng Việt là gì? Bạch Tuộc. Bato bato mẹ quá hơn mực Gangwon bài đông dân bài dân biên sắp ta catchy catchy bando catchy octopus sắp bài ô sắp ta ý nghĩa tiếng Việt là gì Ở bán đảo ở băng đảo có taxi. cô bando bando là Bán đảo. mô kỳ em biết bando luôn là 20 kg 30 kg 20 km. kg ban ban bando luôn là 20 kg 30 kg em mất qua mô mô bando là 20 kg mê hai 300.000 won 300.000 won 300 đô la Ban tô e so t h g kêu tô ít so dùng. So ở Hàn Quốc cuộc sống viên là sâu đông Sao động. tôi thích cuộc sống ở viên ok xong xong your turn to say about Vietnamese life in the seaside. I say about Vietnamese fisherman life. Many Vietnamese people, they are living near beach, and they are usually use the beach ship to catch a seafood. The one a trip a trip they go out to the beach around one. On week. One to months, Month yeah, một năm two months one 2 months, they attack seafoods. After that, they combat the land, yeah. My father had been became fisherman, but right now retired. Retired, but because he become old, he oh yeah. And in the summer, many people they take a shower on the beach. They want to swimming, or they don't. They want to build a sand castle on the beach. Okay. Yeah, beach style.
many children they're swimming on they go out to the beach. They usually build a sand castle. Yes. For fun, playing in the beach. And near my village also can meet the shop. When I living in Vietnam on the summer, I wake up so early and I run to the beach. I enjoy to jogging to beach. Good try. And so right now, so many in my place, so there has a lot of stream lake. They invest about economy, so they build many stream lake and crab. Dream, boom, yeah, and They sell cream and crab. They sell they earn more money, but the environment is not good. So the business become ugly, not beautiful. Oh, yeah. And on the holiday, many people they want to change the atmosphere, and they usually hang out to the beach and enjoy the seafood with their family. Yes, right. Good food. Seafood is good food. No. I living in near the beach, so I can enjoy the raw seafood. I like the grilled seafood. I grill crab, grill fish, grill shrimp, grill octopus. Grill mean nướng, Nướng, look like barbecue and very enjoy about that. Okay. I living in near the beach, but I cannot swim well. Why? By sao? Because I imagine when I a childhood, so beach walls come, and so I drink a lot of air Water, beach. water, And seawater, I scare yeah, wet water. water. Okay, I see. Understand. Now, you talk about thing bit about the Okay. life in Bây giờ beaches. em sẽ nói về tiếng Việt. Đầu tiên em sẽ nói về cuộc sống người dân ở gần biển. Thì người dân ở gần biển của em thì thường đi đi ra biển để đánh bắt hải sản từ 1 đến 2 tháng. Sau đó vào đất liền để bán. Vì hải sản thì không được bảo quản trong thời gian lâu, mà chỉ trong thời gian ngắn để hải sản vẫn còn độ tươi và ngon của nó. Bố em lúc trước cũng từng là ngư dân. Nhưng ông ấy đã về hưu rồi, bởi vì ông ấy đã lớn tuổi. Thì ở biển thì bây giờ gần biển của em thì người dân thì họ đầu tư vào xây dựng những hồ nuôi tôm, nuôi cua để có thu nhập cao hơn. Nhưng
Nhưng thì môi trường ở gần biển thì sẽ không còn xanh sạch đẹp nữa. Ở biển thì có nhiều người vào kỳ nghỉ dài thì họ thường ra biển để thay đổi không khí và ăn đồ ăn hải sản Hải cùng sản. với gia đình của họ. Em cũng rất là thích ra biển và nướng hải sản hay là nướng cá, nướng mực, nướng tôm Tôm. để rất là ngon vì vừa đánh bắt vừa rất là tươi và ngon. Lúc còn trẻ thì em cũng thích dậy sớm và chạy bộ ra biển để ngắm hoàng hôn. Bây giờ thì không còn như lúc trước nữa. Bây giờ thì sống một mình và chỉ thường đi chợ cũng mua hải sản. Nhưng mà bây giờ thì cái gì cũng hiện đại hơn. Muốn ăn cá, mực hay tôm thì ra siêu thị và có thể mua về và nướng tại nhà. Nướng tại nhà. Ok. Vâng, ok. Then. Oh Now, my you talk about Tiếng Hàn. Then. god. Mm. Tiếng Hàn. Ok, let me talk. You can ask me, and then when you don't know any word, I'll tell you the word. Bộ cho nên bộ nói cái màn sâm hako sipoyo how say làng quê Làng quê. countryside my countryside À, 시골. 농촌, 시골에서. Quê hương, 고향에서. cô Han nè chê cô Han chê cô Han gần biển Quê hương. 근처, 간 biển, 근처, 근처. 가까워요. cơn cho e ba ta 있어요. ba ta isoyo ngư dân abu À, New York, yeah, Abu. abu hàng sang b Chuẩn. cun cun bero Chuẩn bata mông. e cayo À, 고기 잡으러 바다에 가요. han 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 ke wan bu tho han ke wan tu ke wan kachi ½개 안 하고 1개월 2개월 하는 게 맞아요. 1개월 2개월. 1개월. 1, 2, 3, NK1, 4. EK1. 1 내지 2개월 동안 1개월 내지 2개월 동안 종 모땅 포악 아이 땅 1개월 2개월 동안 1개월이나 2개월 동안 해문 해산문 해산문 룬 자고 있어요. 그래서 대한 cô hàng e Drive. Chibe, tua chibe drive. Nha. yo chip bê tua yo hê san mun ban hê san mun ban e uy hê chip bê ca yo Oh, okay. 해산물 팔려고. 오케이.
제 아버님 제 아버님도 어부였어요. 아버 쪽 였어요. 있어 했어요. 했어요. 하지만 지금은 지금은 은퇴. 근데 했어요. 그래서 은퇴했어요. 나이가 많았어요. 많아서 은퇴했어요. 현재 고향에 살고 계세요? 근처 네, 근처에. 새우 영목 새우 농장? 새우 농장? 농장 하고 있어요? 네 오, 새우 농장. 꽤 호수 만들었어. 오케이. 아부 they want to change the income. 돈 수입을 더 바꾸기를 려고 해요. 수입. 소득은 변화 이해요. 네네, 소득을 변화하고 싶어요. 하지만 environment become not clean. 깨끗하진 않아요. 더러워. 깨끗하진 않아요. 들어와. 여기 앉아. 나 베트남어 공부하는데, 앉아있어, 앉아있어. 눈더 이상 깨끗하지 않습니다. 오케이. 토킹 배 베트남어 공부하는 중이에요. 베트남어 공부하고 있어요. 밤베 come my friends come here. Okay, it's okay, keep doing, we are studying. Keep Okay. going. When I childhood, I usually wake up in the morning. After that, I run. I jogging to the beach. And 내가 어렸을 때 해변에 어렸을 가서 때, 달리기 했어요. 내가 어렸을 때 어렸을 때, 도이 나띠 자이 오비엔 네, on the holiday, 휴일. 네, 신은남, 휴급, 휴일에 휴가, 휴휴 휴인, 휴일 아 휴인, 휴일에 많이 사람 문 많이 사람들은 바다에 가족과 함께 해산물 먹으러 해산문 먹으러 가요. 고 가요. 가요. 오케이. Some on the holiday, so many Vietnamese they go to the beach and enjoy the seafood with their family together. 가족과 함께 베트남 사람들은
해변에 가서 즐기고 해산물도 먹어요. And then they change the atmosphere. 분위기가 바뀌었어요. 분위기를 뭉 기분 꼬끼리. 전환하려고. 기분 전환. Have feeling, feeling good. For children, they are usually swimming. They take a shower on the beach. On Make a castle, sand the in castle. the summer. 여름에 아이들은 수영을 즐기고 모래성 만들어요, 해변에. 모래성. 모래라, 샌드, 샌드. 오래. 모래, 이니 그냥 생별나지? 이니야 생별나지? 샌. 오래. 모래, 모래. 샌드, 샌드. 산산뜻. 샌, 모래. 깍. 깍. 성, 라지? 성. Sóng mà lướt sóng 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 là Castle, castle, tsunami castle, yeah, castle. ba tố Bắt bắt tố. ba tà e ba tố Bắt tố. Các bắt tố. Bắt tố ba các. tô Bắt tố cát các. là And mô castle. rê Mua rồi. Bắt tố các. Bắt tố and các. they build the sand castle. Castle. Bắt tố các. That's Okay. I don't have idea right now because so very difficult meaning. Okay. Today my friends visited here and I talk with my friends, so and then tomorrow we study, okay? Okay, you can enjoy your time with your friend now. Grand, okay. Thank you. Tạm biệt. Thank you. Bye Cảm bye. ơn thăm này ta. Nè.